Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, ban đầu chỉ từ công ty quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trên địa bàn Thanh Hóa, thì đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp, lắp đặt và sửa chữa thiết bị vật tư y tế lớn và uy tín ở khu vực phía Bắc, đặc biệt là khu vực Bắc miền Trung, điển hình như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh. An Sinh là đối tác chính, cung cấp 80-90% sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cho các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Một số đơn vị điển hình như Bệnh viện Hợp lực, Bệnh viện Tâm Đức, Bệnh viện Chí Đức và hầu hết các phòng khám tư nhân khác. Trong hệ thống y tế công lập, ngày càng nhiều các đơn vị tin tưởng và lựa chọn An Sinh bởi chất lượng tương đương các đơn vị khác trên địa bàn nhưng giá cả cạnh tranh hơn. Để phát triển được ra khắp khu vực miền Bắc và chiếm lĩnh được trong hệ thống y tế tư nhân ở Thanh Hóa, lâu nay An Sinh phải cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và trực tiếp với các đơn vị tại Hà Nội. Do đó, giá thành sản phẩm và chất lượng dịch vụ là thế mạnh của chúng tôi. Với hàng hóa đa dạng, phong phú, An Sinh có thể cung cấp, lắp đặt và chuyển giao tất cả các sản phẩm hiện có trên thị trường cho các đơn vị, cung cấp trọn gói thiết bị, vật tư y tế, phục vụ hoạt động thường xuyên hoặc xây dựng bệnh viện mới. Xác định thiết bị vật tư y tế là các sản phẩm đặc thù, An Sinh lấy giá trị cốt lõi là chất lượng dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. Với việc đưa trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế hiện đại, chất lượng cao và hoạt động, kỹ thuật của An Sinh có thể xử lý tại chỗ hầu hết các thiết bị y tế mà các đơn vị đang sử dụng như máy chụp cắt lớp, máy X-quang, máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy nội soi. Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật điện tử chuyên sâu, chúng tôi chủ động can thiệp trực tiếp vào các bao mạch, chương trình của thiết bị để giảm thiểu chi phí cho khách hàng so với việc thay cả mô đun. Có thể nói, không cần phải đi đâu xa, ngay tại Thanh Hóa, đến với An Sinh, khách hàng có thể tìm được hầu hết các nhu cầu về thiết bị vật tư y tế với giá cạnh tranh cùng với dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp. Trong hệ thống y tế công lập, với nhiều chính sách chủ trương mới, sẽ là cơ hội để các đơn vị được tự quyết định khi mua sắm, đảm bảo hiệu quả đầu tư hơn so với trước, tiết kiệm được chi phí đáng kể để nâng cao đời sống cán bộ, phát triển chuyên môn và tái đầu tư bền vững cho đơn vị mình tiến tới tự chủ thành công. An Sinh cam kết đồng hành cùng các cơ sở y tế trên địa bàn Thanh Hóa, không ngừng nỗ lực để đem đến cho các đơn vị những sản phẩm chất lượng, giá cạnh tranh hơn và chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng các cơ sở y tế cùng phát triển bền vững để đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Thiết bị Vật tư Y tế An Sinh đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng để phục vụ khách hàng. An Sinh phát triển mạnh dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất, chúng tôi có thể cung cấp, chuyển giao, lắp đặt hầu hết các trang thiết bị hiện có trên thị trường cho các cơ sở y tế với chất lượng tương đương nhưng giá thành cạnh tranh hơn. Thứ hai, với sự đầu tư bài bản cho trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị y tế, An Sinh đã và đang cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, với nhiều chính sách y tế thay đổi, các đơn vị dần sẽ phải tiến tới tự chủ, áp lực về sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị sẽ ngày càng tăng. An Sinh sẽ đồng hành cùng các cơ sở y tế để đem đến cho các đơn vị những sản phẩm chất lượng nhưng giá thành ngày càng cạnh tranh hơn. Để phát triển bền vững, hướng tới cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng cao hơn, An Sinh đặc biệt coi trọng yếu tố con người trong quá trình phát triển. Chúng tôi tạo môi trường làm việc xanh, thân thiện và chuyên nghiệp để các cán bộ nhân viên của công ty có điều kiện làm việc tốt nhất, phát huy hết khả năng vốn có của mình. Trong tương lai, An Sinh phấn đấu là một trong những đơn vị hàng đầu trong ngành thiết bị y tế ở Việt Nam. An Sinh, đối tác chuyên nghiệp và bền vững.